Trang Lương xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của Đài Truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam, 16.12 miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 toàn Hoa Kỳ và Canada, website ibctv.us, Facebook và YouTube IBC TV Official, Houston, Texas 27.7. Và trước khi gửi đến quý vị những bản tin chi tiết trong chương trình tin tức tổng hợp cuối ngày, mở đầu xin mời quý vị đến với phần điểm tin. Chính phủ cấp cao cho Maryland 60 triệu đô la để xây dựng lại cây cầu Baltimore. Đoạn băng cho thấy cây cầu Baltimore bị sập và đè lên tàu chở hàng. Tổng thống Biden tổ chức buổi ghi quỹ cùng ông Obama và ông Clinton ở New York. Canada gửi trực thăng tới Đại sứ quán Haiti để di tản nhân viên. Tổng thống Argentina đã gọi Tổng thống Mexico López Obrador là dốt nát. Bản tin chi tiết đầu tiên cập nhật tin tức từ Hoa Kỳ. Sau đây xin mời quý vị đến với phần tường trình của xương công viên Tràng Lương. Kính thưa quý vị, chính phủ cấp cho Maryland 60 triệu đô la để xây dựng lại cây cầu Baltimore. Chính phủ Hoa Kỳ đã trao cho bang Maryland 60 triệu Mỹ Kim để cứu trợ khẩn cấp liên bang vào hôm thứ Năm để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân vô cùng nhanh sau một thảm họa như vậy. Thống đốc của Maryland là Wes Moore cho biết hôm thứ Năm trong một cuộc họp báo: "Tôi có thể báo cáo rằng tính đến chiều nay thì chính quyền của Biden Harris đã chấp thuận yêu cầu đó. Chúng tôi vô cùng biết ơn Tổng thống Biden, Bộ trưởng Buttigieg, phái đoàn liên bang và tất cả các đối tác liên bang của chúng tôi." Cây cầu bị sập vào sáng sớm thứ Ba ngày 26 tháng 3 sau khi một tàu chở hàng khổng lồ bị mất điện lao vào cây cầu ở cảng Baltimore. Hai thi thể đã được tìm thấy và bốn người mất tích khác được cho là đã thiệt mạng. Thống đốc Maryland Wes Moore đã yêu cầu 60 triệu đô la Mỹ trước đó vào hôm thứ Năm và Cục Quản lý Đường Cao Tốc Liên bang của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ đã chấp thuận yêu cầu này trong vòng vài giờ. Việc tài trợ như vậy thì thường mất nhiều ngày, nhưng Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba nói với các phóng viên rằng ông đã chỉ thị chính phủ liên bang chuyển trời và đất để nhanh chóng xây dựng lại cây cầu. Trong diễn biến có liên quan, tiếp theo là những hình ảnh cho thấy cây cầu Baltimore bị sập và đè lên tàu chở hàng. Đoạn băng từ trên không trong ngày thứ Năm cho thấy cảng Baltimore bị tạm dừng với cây cầu Francis Scott Key nằm trong đống đổ nát, cấu trúc của nó bị xoắn và nằm rải rác trên con sông Patapsco. Đống đổ nát trên tàu chở hàng khổng lồ Dali vẫn còn ở vị trí nơi nó va chạm vào sáng ngày thứ Ba. Những thùng container bị lật, kim loại bị xoắn và một phần sàn đường treo lơ lửng trên mũi tàu. Chính phủ Hoa Kỳ trong ngày thứ Năm đã trao cho tiểu bang Maryland một khoản tiền khẩn cấp trị giá 60 triệu Mỹ Kim ban đầu để dọn dẹp cho các mảnh vụn và bắt đầu xây dựng lại cây cầu Francis Scott Key bị sập ở Baltimore, một khoản giải ngân vô cùng nhanh chóng sau một thảm họa như vậy. Cây cầu bị sập vào sáng sớm ngày thứ Ba sau khi một tàu chở hàng khổng lồ bị mất điện lao vào cấu trúc ở cảng Baltimore. Hai thi thể được trục vớt và bốn người khác mất tích và được cho là đã chết. Số người này được cho là bị mắc kẹt trong một chiếc xe bên dưới lớp bê tông và thép rơi xuống nước. Kính thưa quý vị, Tổng thống Biden đã tổ chức buổi ghi quỹ cùng ông Obama và ông Clinton ở New York. Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Đảng Dân Chủ của ông là Barack Obama đã dẫn đầu một buổi ghi quỹ toàn sao với cựu Tổng thống Bill Clinton vào hôm thứ Năm mà ban tổ chức cho biết đã quyên góp được hơn 25 triệu Mỹ Kim cho chiến dịch tái tranh cử ở Hoa Kỳ của ông Biden. Ông Biden, người đến cùng ông Obama trên chiếc Air Force One vào chiều thứ Năm, và ông Clinton đã tham gia vào một cuộc thảo luận do người dẫn chương trình The Late Show Stephen Colbert chủ tọa tại Radio City Music Hall, mang tính biểu tượng trước hàng ngàn khách mời. Sự kiện tại nhà hát Radio City còn có phần trình diễn của các ngôi sao Queen Latifah, Lizzo, Ben Platt, Cynthia Erivo và Lea Michele. Một số người tham dự có mức chi phí cao sẽ được chụp ảnh với ba vị tổng thống và cựu tổng thống Đảng Dân Chủ do nhiếp ảnh gia nổi tiếng Annie Leibovitz chụp. Việc thể hiện sự ủng hộ từ những người tiền nhiệm của ông Biden nhằm thể hiện sự đoàn kết trong đảng và sức mạnh gây quỹ của dự án.
Tin tức từ Canada. Canada gửi trực thăng tới Đại sứ quán Haiti để di tản nhân viên. Chính quyền Canada cho biết đã điều một trực thăng tới Đại sứ quán nước này ở Port-au-Prince vào ngày thứ Năm để di tản những người Canada muốn rời khỏi Haiti sau khi bạo lực băng đảng lan rộng. Một chiếc trực thăng được nhìn thấy hạ cánh xuống Đại sứ quán Canada vào chiều ngày thứ Sáu khi binh lính canh gác tòa nhà. Gần đây, số lượng người nước ngoài khởi hành từ Haiti đã tăng lên khi tương lai chính trị của đất nước này trong tình trạng bấp bênh, với việc các băng nhóm vũ trang đang mở rộng quyền kiểm soát thủ đô và xa hơn nữa. Cuộc xung đột đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người phải di dời. Một làn sóng tấn công trong những tháng này bao gồm các cuộc đột kích vào các trụ sở cảnh sát và phi trường quốc tế, dẫn đến việc đình chỉ các chuyến bay thương mại. Trong đầu tuần, Canada cho biết, ban đầu họ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại đến Cộng hòa Dominica, nơi có chung đảo Hispaniola với Haiti, dành cho những người Canada dễ bị tổn thương, chẳng hạn như những người cần chăm sóc y tế hoặc những người có con nhỏ. Tổng thống Argentina gọi Tổng thống Mexico López Obrador là rốt nát. Ông Javier Milei là Tổng thống của Argentina theo chủ nghĩa cực đoan đã gây tranh cãi khi gán cho người đồng cấp Mexico Andrés Manuel López Obrador là kẻ ngu dốt trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên mạng với tin tức CNN tiếng Espanol. Bình luận của Milei được đưa ra sau khi ông bị thẩm vấn về cuộc bầu cử tổng thống ở Mexico và tổng thống López Obrador, người đã chỉ trích tổng thống Argentina về các chính sách của ông. Ông Milei nói trong cuộc phỏng vấn sẽ được phát trên CNN tiếng Espanol vào hôm Chủ nhật. Thật đáng tâng bốc khi một người ngu dốt như ông López Obrador đã nói xấu tôi, điều đó khiến cho tôi được tôn vinh. Sau bình luận của ông Miller, thì ông López Obrador đã đăng trên tài khoản X của mình rằng Tổng thống Argentina đã đúng. Tôi vẫn không hiểu tại sao người Argentina thông minh đến vậy lại bỏ phiếu cho một kẻ coi thường nhân dân. Milei theo như chủ nghĩa tự do cũng đã đả kích các nhà lãnh đạo khu vực khác trong các clip phỏng vấn, bao gồm cả Tổng thống Colombia là Gustavo Petro. Và đến đây chúng tôi xin tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Các tin tức tiếp nối trong phần 2, nhiều nghiên cứu cho thấy chó hiểu được mối quan hệ giữa từ và đồ vật như thế nào, hay cộng đồng Kaduna chào đón sinh viên Nigeria được trả tự do trở lại ra sao, các vị chức cảnh báo về di cư và nguy cơ nắng nóng ở vùng biên giới Hoa Kỳ, hay tin tức liên quan đến Việt Nam, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 5.6% trong quý 1, thặng dư với hơn 8 tỷ đô la. Cùng với những bản tin khác mới nhất vừa được cập nhật, chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần 2 cùng với đài trình IBC TV. Kính mời quý vị cùng đón xem.